Và ngay sau khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trong trận chung kết trước U22 Indonesia để đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lên bục vinh quang SEA Games, báo chí châu Á đã dành không ít những lời khen ngợi cho màn trình diễn xuất sắc này. Tờ Straits Times của Singapore viết, cuối cùng ở lần thứ 6 may mắn, bóng đá Việt Nam đã đoạt huy chương vàng bóng đá nam. Bài viết cũng nhấn mạnh con số 6 may mắn khi cũng tại SEA Games lần này, bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 6 đạt huy chương vàng. Tân Hoa Xã cũng nhanh chóng đưa tin về chiến thắng của U22 Việt Nam. Theo đó thì hãng thông tấn này khẳng định U22 Việt Nam đã chơi tập trung sau bàn thắng mở tỷ số của Văn Hậu để rồi kết thúc trận đấu với thêm hai bàn thắng khác. Trang mạng Fox Sports của châu Á đánh giá U22 Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng và U22 Indonesia dù nỗ lực rất nhiều nhưng rất bất khả thi, không thể bắt nhịp trở lại được. Trong khi đó thì các tờ báo Indonesia đều thừa nhận U22 Việt Nam xứng đáng giành huy chương vàng.